phù sa của các con sông lớn dẫn đến sự hình thành châu thổ sông Cửu Long. Nơi đây địa hình cao ráo, đất phù sa màu mỡ, sông sâu nước chảy, thuận tiện cho sinh hoạt của con người, chăn nuôi gia súc và trồng trọt. Trên dụng đất chính trồng ấy, họ dỡ đất làm ruộng. Với những nơi trũng thấp, lung láng, người dân Nam Bộ đã thử sức sáng tạo nên những ruộng đặc sản khác nhau, làm nên bức tranh đa sắc màu. Để góp phần truyền tải được nét của bức tranh ấn tượng, kỳ dị ấy, kênh Ngày Nông mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng đến với chuyến hành trình trải nghiệm ngày hôm nay của bà con miền Tây mình nha.